Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Bởi vì con bám lời danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần đau khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thành thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Ta là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ.
Xin cha mẹ như ai chứ thiên chúa Phật thân bồ tát đại đức.
Những ai không được hoa đủ nguyện cho được hoa đủ chưa được siêu sanh thì được siêu sanh,
Con xin cha mẹ Như Lai, Như Thiên, Chư Phật, Chư Bồ Tát với tất cả mọi linh nguyện năm linh vừa thể trên đồng được quý Tam Bảo, quý Phật, quý Pháp, quý Tăng. Con xin cha mẹ Như Lai, Như Thiên, Chư Phật, Chư Bồ Tát địa tạng Bồ Tát dồn về vô diệu nhất tất cả mọi linh nguyện linh cùng một pháp danh là siêu cấp cực vãng sanh cực lạc. Nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng mình. Nam Mô A Di Đà Phật, các đại chúng mình. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, các đại chúng mình. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tạng. Vong linh hướng đến năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát từ bi Phật, thương nguyện chúng sanh để giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Vong linh hướng đến năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát từ quy pháp, đương nguyện chúng sanh chấm nhận tinh mạng trí tuệ Như Lai. Vong linh hướng đến năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát từ quy căn, đương nguyện chúng sanh thoát ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Vong linh hướng đến năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phán vô cùng tâm. Vong linh hướng đến năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quy Phật, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ Như Lai. Vong linh hướng đến năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quy tăng, đương nguyện chúng sanh thoát ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Để cảm niệm công đức của Covid cho con đề độ, cảm niệm công đức của tất cả con đề độ Phật tử hiện diện có mặt trong ngày hôm nay, thì cùng kinh chú được cầu nguyện cho quý vị tất cả và mọi người hai bên của chúng ta cùng vượt qua đủ và bản sanh cực lạc. Đồng thời thầy kính chúc con đệ cùng tất cả gia đình năm mới luôn luôn được an khang thịnh vượng, thân luôn khỏe, tâm luôn an, và tâm luôn kiên cố, tự giác giác ai những hành viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng mình. Nam mô Di Đà Phật, chúng mình đi cùng với Phật chắc là chúng mình. Mọi sự an lành, hạnh phúc, Phật sự luôn luôn kiên thành. Nam mô Di Đà Phật. Cô có 2 phút nói chuyện với đệ nha. Sống với con chim mù loà ngập tràn bóng tôi vô minh ngập đời. Một người còn sống với tánh vô minh là còn hận sân cố chấp ghét ghênh, là người tự cao hơn thu danh lời đồng để hờn ghen tham si sân hận. Một đời cuồng si, đời đời cuồng si. Một người còn sống với tánh thiêng liêng, còn lòng từ bi đối với chúng sanh, yêu lộ từ tâm ban cho muôn loài là hành từ bi của người Phật gia. Mọi người hãy nhớ yêu thương con người, người người hãy nhớ thân ta là Phật. Người người hãy nhớ trong thân là Phật,
Ba Phật chỉ có thân ta là nhà. Theo dòng đời từng giờ tiếc nuối, sao ta khờ dại hỡi người sống với con tim mù loà ngập tràn bóng tối vô minh ngập đời. Một người còn sống với tánh vô minh là còn hận sân cố chấp ghét ghênh, là người tự cao hơn thu danh lời, lòng đầy hờn ghen tham si sân hận, một đời cuồng si, đời đời cuồng si. Một người còn sống với tánh thiêng liêng, còn lòng từ bi đối với chúng sanh, điều lộ từ tâm ban cho muôn loài là hành từ bi của người Phật gia. Mọi người hãy nhớ yêu thương con người, mọi người hãy nhớ thân ta là Phật. Người người hãy nhớ trong thân là Phật, và Phật chỉ có thân ta là nhà. Người người hãy nhớ trong thân là Phật, và Phật chỉ có thân ta là giúp nhau lâu, nâng đỡ nhau thật lòng. Ngày anh em đến thế gian, hỏi anh em có chi không? Ngày mai anh em lìa đời, hỏi ta mang theo được gì? Cho nhau những yêu thương, chia sẻ những khổ đau, ta đem tâm từ thiện dẹp tan bao nhiêu muộn phiền. Yêu thương sẽ cho ta đem hạnh phúc cho đời, ta luôn sống yêu thương để tìm ra chân lý. Xin hãy đến bên nhau, chia sẻ những lo âu, xin hãy biết thương nhau, xin sẽ chia tình người.
mai anh em lìa đời, hỏi ta mang theo được gì cho nhau những yêu thương, chia sẻ những khổ đau. Ta đem tâm tư thiền dẹp tan bao nhiêu muộn phiền. Yêu thương sẽ cho ta đem hạnh phúc cho đời. Ta luôn sống yêu thương để tìm ra chân lý. Xin hãy đến bên nhau, chia sẻ những lo âu. Xin hãy biết sẽ chia, xin sẽ chia tình người, xin sẽ chia cuộc đời, xin sẽ chia... Kỷ niệm công đức tất cả huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, phát quà từ thiện và trì tụng kinh chú để cầu siêu, trong đó có cô Huyền Thất Tổ, bà nội ngoại hai bên của mình. Chúng ta nếu mà mình tụng kinh mà ngộ lắm, cái tụng kinh này rất là ngộ. Hẳn ngày nào có tụng kinh là có lợi lạc, cho nên mới đặt là xá lợi á. Mình tụng kinh mình xá mới có lợi, không xá không có lợi đâu nha. Thực sự đúng là khi mà tụng kinh không phải của riêng ai, cái bài kinh này không phải của riêng một người nào, nhưng mà đặc biệt là quyền lợi chung. Nên chúng ta tụng kinh hẳn có ngồi xuống tụng là có kết quả, với điều kiện là chúng ta ngồi tụng chỉ biết tụng thôi, cả tâm trí vô cái tụng, hả, làm hết lòng. Cho nên các ngài dạy mình cái gì bằng tấm lòng á, nếu không tấm lòng thì mọi sự nó không hoàn tất. Đi làm từ thiện một việc nhỏ cũng hoàn tất bằng tấm lòng, tụng kinh trì chú muốn có được việc thay đổi hoàn cảnh cũng bằng tấm lòng. Chứ chúng ta phải dùng tấm lòng trong việc làm Phật sự. Hôm nay sư phụ chia sẻ với huynh đệ rất là đơn giản là người tu phải biết sám hối, trong lúc sám hối phải biết làm từ thiện. Tại sao vậy? Những người tu mà không sám hối á, mình tụng kinh mà chứng nào tật đó thì cũng vậy thôi, đừng có tụng. Phải không? Tức là mình tụng kinh mà mình cứ lặp đi lại chuyện cũ hoài, thôi đừng tụng. Mà tụng kinh biết sám hối á, nếu không biết sám hối mỗi ngày thì ngày nào cũng tạo tác nghiệp. Mình nghĩ bậy trong một tiếng đồng hồ là 60.000 lần, vì mỗi một lần phút là 1.000 lần. Mà mình nghĩ bậy một tiếng đồng hồ là 60.000 lần, quả báo về là 240.000 lần. Cho nên mình phải biết sám hối về ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp của mình. Mình phải sám hối mỗi ngày để cho nghiệp chướng nó không chồng chất cho ngày mai. Mà người tu không biết sám hối thì tu giống như mình cũng thành đạt, giống như mình lấy sỏi mình nấu thành cơm vậy đó. Người tu phải biết sám hối. Bên cạnh cái sám hối, chúng ta phải biết làm từ thiện để bù đắp những lỗi lầm mình trong quá khứ. Ở cái hiện tại này vừa tụng kinh vừa sám hối và biết làm từ thiện, không có nghĩa là phải làm nhiều, không phải vậy. Một lời nói an lành hạnh phúc cho mọi người cũng là từ thiện. Một suy nghĩ an lành tốt đẹp cho mọi người cũng là từ thiện. Một đồng nhỏ nhặt cũng là từ thiện. Từ thiện nó rất nhiều hình thức, chứ không phải là phải đưa quà cho người ta chứ là từ thiện, không phải vậy. Sự giúp đỡ nhỏ nhẹ, tương trợ nhỏ nhẹ cũng là từ thiện. Rõ không? Vậy chính mình làm như vậy mình mới phát triển được cái tâm từ bi của mình. Mình biết làm cho người ta bằng tấm lòng, cho dù ít một lời nói cũng bằng tấm lòng, cho dù nhỏ nhẹ cũng vậy, cũng là từ thiện đó. Người ta về cảm thấy vui vẻ, an lạc hơn. Từ thiện là trong mọi hình thức. Các vị ở nước ngoài á, các vị rất là giàu có, người Mỹ họ giàu ghê lắm. Những tỷ phú Mỹ, tỷ phú quốc tế, khi mà họ làm việc tới mức đó đó thì đồng tiền đấy họ không còn giá trị nữa. Vì cái gì cũng có hết trơn rồi. Có cái khổ là họ không có thôi. Còn mọi thứ họ có, mà họ không còn hưởng cái gì nữa. Nhà cửa, xe cộ, tất cả mọi thứ đều do họ là bình thường hết. Nó không còn là một ước vọng nữa. Bây giờ họ tìm cách cho đi, cho nên họ không cho tài sản cho con họ. Họ cho tất cả những cái trường đại học để dùng cái tiền đó đó để cho những đứa thanh niên, những đứa nhỏ. Khi mình thương bá tánh mà không có điều kiện á, tình thương là chân thật. Còn nếu mà làm cái gì đó thì mà cầu cạnh cái gì đó là tình thương có sự tính toán, là tình thương không chân thật, cho nên không có kết quả tu học. Nó rõ ràng lắm. Mình không cần phải nói nhiều trong việc làm của mình, chỉ cần làm hết lòng thôi thì mình làm với ổng biết hết trơn rồi. Ông nào ta nghe những gì như chưa nói, ta biết những gì người đang nghĩ. Ông nào vậy? Ông Phật của chính mình, ông sẽ nghe và biết những gì mình đang nói và nghĩ. Mình đang lừa ai cô cũng biết hết rồi. Tổ quá an ninh đó nha.
viết từng chút một, làm cái gì, những cái gì, nói gì. Chưa nói ông đã biết mình muốn nói cái gì rồi, mà nói trong sự tính toán ông cũng biết mình rồi. Phải cẩn thận đó. Nên tòa án lương tâm nó xét xử mình từng chút một á, vấn đề phải cẩn thận nha. Ông Phật chính là tòa án lương tâm á. Ngày nào mà có lương tâm còn biết mắc cỡ, biết nhột. Còn mà không có lương tâm rồi, ông Phật chết rồi đó, là không biết nhột đâu. Vì lương tâm chó nó ăn hết rồi. Sống xấu lương tâm chó nó lậm đó. Làm việc gì cũng vậy, nghĩ cái điều như vậy. Ngộ lắm, nếu mình tập từ ngày hôm nay đến 5 năm sau, nghĩ, nói, làm chân thật cái bát chánh sanh, thì 5 năm sau muốn nói xấu không dám nói, muốn nghĩ bậy không dám nghĩ, muốn làm bậy cũng không dám làm. Bởi vì trong 5 năm đó mình chỉ làm những điều tốt lành thôi. Thì tự nhiên những cái tánh xấu biến mất mà mình không cần phải hy sinh nó. Thì con đâu cần phải bỏ tánh xấu đâu. Chỉ tập làm những điều tốt mỗi ngày thôi, nghĩ chuyện làm lành, tụng kinh thì chú, xong chuyện. Có nhiều đó làm không được làm gì, phải không? Có nghĩ thiền làm lành tụng kinh thì chú có ba điều đơn giản mộc mạc. Nếu tụi con không làm được thì làm gì? Mình càng làm thiện mỗi ngày mỗi ngày, 5 năm sau muốn làm bậy cũng làm được. Không làm được thì không biết gì để làm, mà làm cũng ngại ngại cái gì đó. Sợ lương tâm nó cắn nhéo mình, cũng nói xấu không dám nói xấu, mở miệng sợ thành ác khẩu. Nên chúng ta cố gắng tập trung vào nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú, tự động tánh xấu mình sẽ biến mất một ngày nào đó. Chư Phật sẽ biết mình là ai, có vậy thôi. Mình tu ổng biết mà, ông Phật mình không biết mình làm cái gì mà, phải không? Nên đừng có giỡn mặt. À, mình nói xạo là ổng biết mình nói xạo, tới chừng mà xuống dưới người ta sẽ đè mình ra, ta hỏi mà nói xạo nó không có. Nhưng cái ông kia ổng báo cáo hết rồi. Đừng có tưởng nghĩ thiện làm lành tụng kinh gì chúng là tự động tánh xấu sẽ biến mất mà không cần phải hy sinh nó. Bởi vì bản chất tánh xấu không phải tự mình có mà tự mình bắt chước thôi. Mình bắt chước quá nhiều tánh xấu thế gian cho nên mình biểu lộ tánh xấu, mình không ý thức. Thì không ý thức nhiều năm mới trở thành vô minh. Thì vô minh quá cho nên tạo tác nghiệp mà không có sự suy nghĩ trong đó, phải chưa? Mà người vô minh sâu dày quá thì vô thường đến rất là lẹ. Không phải là cái người mình hiểu biết tu học á, mình hiểu luật rồi đó, thì vô thường nó đến chậm lắm. Vô thường là sự tự nhiên của vũ trụ. À, mình làm quá nhiều điều xấu thì nồng có một ngày đó nó chụp mình, nó đốt mình gì, điều xấu xảy ra cho mình bởi vì theo luật nhân quả. Còn mình làm tốt hoài hoài hoài, thiện hoài 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 không ngừng nghỉ thì vô thường nó rất là chậm, bởi vì mình hiểu luật. Hiểu luật cho nên vô thường nó phải từ từ nó mới tới được. Tới chờ kịp mình làm bậy nó mới lụm mình. Chứ người tu đừng nói chuyện vô thường nha. Người tu đúng, người tu thiện, người tu lành, người tu tốt thì vô thường rất là chậm chạp đến với mình. Đừng có nói là vô thường lụm mình, còn người tu tốt không bao giờ vô thường đến lụm đâu. Tất cả đều nhân quả cả, nhớ chưa? Đều là nhân quả, đừng có đối thường vô thường nha. Đừng đối thường là nghiệp. Nghiệp là mình làm chủ, tốt hay xấu là mình quyết định. Rõ chưa? Rõ không? Mình là chủ nhân của tốt và xấu, thiện và ác, cho nên đừng có đổ thừa ai hết. Đừng có tại bị gì đó, bởi vì như vậy, không có. Không có tại bị, no excuses, no excuses. Ok? Không có là kiếm chuyện đổ thừa người ta. Tất cả những cái xảy ra đều là do chính mình tạo tác từ sự suy nghĩ. Âm thầm trong này nè, nó tạo rất nhiều ý nghiệp. Cho nên cái ý nghiệp này á, nặng hơn tất cả là khẩu nghiệp và thân nghiệp đó. Mình không chửi bằng cái miệng mà mình chửi bằng cái đầu của mình không thôi, cái đầu mình cũng cúi nữa đó. Cẩn thận, nhớ không? Mình nghĩ xấu cho người ta chưa xấu, mình đã cúi cái đầu rồi. Mình nói xấu người ta, cái miệng người ta chưa cúi, mình đã cúi cái miệng rồi. Mình làm xấu cho người ta chưa xấu, mình đã cúi cái thân mình rồi, nhớ chưa? Mình sẽ cúi cái bảy xấu. Người tu theo Phật và làm tầm bậy là cúi hết. Người ta nói bồ đề tâm thối chuyển, thầy Trung Đạo nói là cúi bồ đề tâm luôn. Đời người ta chưa cúi, mình đã cúi. Rõ chưa? Bây giờ muốn cúi không? Tự nhiên cứ tạo tác đi. Trung Đạo rất là tôn trọng sự chọn lựa của huynh đệ. Rõ chưa? Cứ làm xấu đi rồi hưởng cái xấu. Đừng có chạy tới thầy ơi con khổ quá, thầy không có nhận. Vì người tới mét thầy nói đừng mét, cũng vậy thôi à. Thầy nghe mấy chục triệu lần rồi, mét cũng vậy, ông sửa cũng vậy thôi. Một mét chuyện xấu hoài cũng gì, toàn là cái cổ của mình là do mình tạo tác trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm của mình. Mình phải chấp nhận nó trở lại. Ngày nào đó nó sẽ lụm mình á. Mà lụm mình không chịu mình giãy nảy, nó lụm nhiều hơn. Mà cái trả một cách vui vẻ thì nó hết. Còn không trả đó thì từ từ nó ăn thịt mình. Sinh ra bệnh tật càng lớn chừng nào thì do cái nghiệp chướng mình càng nhiều chừng đó. Đó không? Giờ muốn bệnh cứ tự nhiên, muốn xấu cứ tự nhiên, muốn ác cứ tự nhiên. Trung Đạo rất là tôn trọng nhưng không chịu trách nhiệm nha, đừng đổ thừa tôi. Mình làm mình hưởng đó. Rồi bây giờ biết làm gì chưa? Hả?
nguyện bỏ tất cả những điều thiện, nguyện làm tất cả những điều ác, cầu cho bá tánh sân đói hết tất cả, có mình no mà thôi. Là Di Đà Phật. Trước khi ăn cầm chiếc cơm lên nói vậy đó, nguyện bỏ tất cả các điều thiện, nguyện làm tất cả cái điều ác, bá tánh đều đói rác, còn mình thì no đủ. A Di Đà Phật. Siêu sanh tịnh độ no đủ. Nhớ không? Không hả? Thôi đừng nhớ. Rồi xuống ăn cầu cho bá tánh được no đủ và hạnh phúc, mình cũng được no đủ. Cầu cho bá tánh no đủ với chính mình. Lời nguyện của thầy là không bao giờ thay đổi. Cầu cho no đủ với bản thân mình, nhưng tôi mừng chính bản thân mình cùng sự bá tánh là nguồn kinh nghiệm tuyệt đối. Lặp đi lặp lại. Cái lặp đi lặp lại này sẽ cho mình cái lời nguyện tự nhiên. Là đi đâu mình cũng làm mà không cần phải suy nghĩ. Là bằng cái tâm thức yêu thương rộng lớn thì tự nhiên những gì mình nguyện được thực hiện được. Ai cũng làm được, không phải ông thầy chùa mới làm được nha. Hãy nhớ, ông thầy cũng là một khóa tánh bình thường như chúng ta. Có điều là họ chỉ chấp nhận thọ giới cạo cái đầu, mặc bộ đồ khác màu khác kiểu thôi. Nhưng mà bộ đồ này mà trồng lên người rồi á, nó bậy một câu sẽ tội 10 lần. Làm bậy một cái á, sẽ tội 10 lần. Nghĩ bậy một cái á, sẽ tội ngàn lần. Thì người tu á, suy nghĩ bậy một cái á, nó hại rất nhiều người. Nó bậy một cái á, hại hàng triệu khóa tánh. Làm bậy một cái, hàng ngàn triệu chúng sanh sinh linh luôn đó. Đó, thì tu được. Nó bậy một cái 100 người mê muội, nó dành cho con cái nó mê muội theo, rồi cho ba tánh thanh mê muội theo, tội không thể nào mà tha thứ được. Thì chúng ta hiểu được điều này, không dám nói bậy nữa mà. Mặc bộ đồ vô rồi phải làm sao á, nói cho đàng hoàng. Nói làm sao cho ba tánh tỉnh thức, nói cho anh em mình giác ngộ thì nói, còn nói mà cho nó mê muội thì mở miệng. Rõ chưa? Tụi con cũng vậy, học được điều tốt thì nói, còn nói không được điều tốt thì làm tinh liền, đừng mở miệng nói, để người ta sẽ tạo tác đó. Ta không hiểu, ta nói bậy lại sẽ tạo nghiệp. Bởi mình cho ta phương tiện tạo nghiệp. Rõ không? Những gì chúng đạo thấu đáo được mới nói, còn không thấu đáo không nói. Đã làm thì mới dám nói, không chưa làm không dám nói. Mình làm rồi mình mới chứng nghiệm được cái điều đó tốt lành cho ba tánh thì nói, còn nếu không tốt lành được thì không. Rõ không? Nên mình phải tu chứng nghiệm trước. Có kinh nghiệm rồi mới được phép nói. Chúng ta phải biểu lộ, phải sống biểu lộ rồi, có chứng nghiệm rồi mới được phép chia sẻ. Còn nếu không, không được phép chia sẻ. Đọc trong cuốn sách ấy dài ba chữ, chưa làm được đừng mở miệng. Rõ chưa? Trong cuốn sách nói mình làm mà mình làm không được đừng mở miệng. Các ngài dạy, những gì con chưa thực hiện được không được mở miệng. Ở mở miệng sẽ tạo tác nghiệp, bởi vì mình chưa có thấu đáo được sự việc. Nói bằng sách vở là chưa có đủ. Cái sự sống biểu lộ của mình, kiến thức vay mượn tạm bợ mà thôi, chứ nó không phải là cứu cánh giải thoát. Đọc sách là người trí tuệ và phải biết sống chính mình trong cuốn sách đó, đúng hay không đúng. Chúng ta mới sống biểu lộ thời gian rồi mới thấy có lời lạc thì mới được nói chia sẻ vấn đề của mình, gọi là tu chứng nghiệm. Tu phải chứng minh, và nếu không chứng minh được những điều đó ông làm mà mình làm không được, mình không được nói, thì là mình làm được giống như ông đó rồi mình mới được mở miệng nói chia sẻ với người ta, để người ta làm giống mình, lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Mục đích chính của chư Phật, anh nói là lợi lạc, anh làm là lợi lạc, anh nghĩ là lợi lạc, đó chính là chư Phật. Những người nói các vị đạo sư đều là vô hại, với các ngài vì bá tánh sanh mà nói, chứ phải vì họ mà nói. Trung đạo cũng bắt chước các ngài vì anh em mà nói, chứ không phải vì mình mà nói. Rõ chưa? Cái điều kiện là trung đạo phải sống chứng thực rồi, biểu lộ rồi, có kết quả rồi mới dám mở miệng chia sẻ. Còn chưa làm xưa sống chứng thực là không mở miệng được. Chân lý sống biểu lộ chứ không lý luận suông. Chân lý là sống phải biểu lộ chứ không lý luận suông. Tình yêu thiêng liêng là của vũ trụ, không phải của cá nhân. Nhưng tất cả các đều có tình yêu thiêng liêng này. Nhưng liệu chúng ta có dám biểu lộ tình yêu thiêng liêng để ba tánh chúng sanh hay không? Tình yêu thiêng liêng là tình yêu không có điều kiện, không có cầu mong, có lại được từ những đệ mình đã cho họ. Tình yêu là trong sạch tinh khiết, không có mong cầu của bất cứ một ai ngoài cái lòng thương của mình biểu lộ cho vấn đề ba tánh chúng ta. Còn vấn đề có thương mình không thương, chuyện đó cũng nhân quả của chuyện Phật. Rõ chưa? Bổn phận mình là làm hết lòng cho mọi người, hết hết luôn. Còn chuyện còn lại, họ muốn nghĩ cái gì, họ muốn làm cái gì, họ muốn nói chuyện đó của họ tạo tác. Chúng ta không được nói lại hoặc chửi bới người ta. Nếu mình chửi bới lại thì mình có khác gì người ta đâu, có phải không? Nếu người ta chửi mình chửi lại thì cả hai cùng lột xuống cái hố sâu rồi. Người ta nói bậy theo thì mình cũng vậy. Thì có tư cách gì đứng nói chuyện với người ta. Người ta nói xấu biết, người ta nói xấu kệ nó, mình có hưởng công đức thôi. Còn chuyện đó là chuyện của nhân quả và chư Phật. Mình không được phép nhào vô để mà chửi xấu với người ta, rõ chưa? Mình biết người ta xấu nha,
Nếu mà hướng công đức gì kệ nó, một ngày nào tự nó sẽ hiểu ra. Còn nó tiếp tục làm là chuyện nó muốn thảo tác nha, chứ không được phê bình và chỉ trích, rõ chưa? Nếu người ta chỉ trích thì làm sao mà có đủ tư cách làm thầy chỉ người ta? Mình giận một đứa mình chửi một đứa, còn những người thương mình thương á, quá ư là thấp hèn. Một thầy mà thật sự thương một đứa nhiều bởi vì nó lo cho mình nhiều hơn thương nó đó, mà mình coi thường những cái khác là thấp hèn, thấp hèn lắm đó nha. Mình thương những người thương mình nhiều là mình thấp hèn đó. Mình phải thương những đứa ghét mình nhất, những đứa không ưa, những đứa nói xấu để nhiều nhất mình phải thương đó. Bởi vì tội nghiệp cho nó là nó vẫn vô minh, nó vẫn nói tầm bậy, có ít nói nhiều, có nhiều nói ít. Đã thương người đó thì bao che, không thương người đó thì chửi bới, đó là thấp hèn. Người tu cũng thấp hèn được. Người ta biểu lộ sự thấp hèn, người tu phải cao thượng. Người ta biểu lộ sự ích kỷ, người tu phải rộng lượng. Người ta biểu lộ sự nhỏ nhen, người phải quảng đại. Người ta biểu lộ sự tiểu nhân, người phải chịu cung tử. Người ta biểu lộ sự hận thù, người phải sự tha thứ của người ta. Rõ không? Vì Phật pháp chính là thế gian pháp. Nếu huynh đệ không có thấu đáo được thế gian pháp thì đừng có hòng chuyển thành trong Phật pháp nữa. Huynh đệ biểu lộ để dạy mình, nó nói xấu người ta mình không bao giờ nói xấu, nó ích kỷ mình không bao giờ ích kỷ người khác. Nó nói tào lao không có tánh thành, nó chửi với người ta mình không bao giờ làm những điều đó. Mình học từ huynh đệ mình hết, nó càng tệ chừng nào á mình càng tốt chừng đó. Mình không phải mình muốn chứng minh cái điều tốt của mình tốt hơn người ta, nhưng mà mình muốn chứng điều là mình tiếp nhận Phật pháp để mình trưởng thành trong việc tu học của mình. Đó chính là thực sự người này đang học chánh pháp. Sư phụ không bao giờ nói xấu thầy, nói xấu cô, chuyện đó của các vị đó với nhân quả và chư Phật, cho nên tụi con không được phép làm như vậy. Rõ không? Đi tới đâu làm Phật sự tới đó, xong rồi đi về vui vẻ hạnh phúc. Còn nếu con mở miệng nói xấu ra, như việc làm của vị trong ngày hôm nay hoàn toàn là con số 0, thậm chí nó còn bị trừ ra nữa đó. Cái tội nó bậy nó vả. Hiểu ý sư phụ chia sẻ chưa? Hả? Hiểu chưa? Có nên làm không? Có hả? Mẹ ơi, thôi khỏi nói hết chuyện. Hiểu mà nói có nữa thôi, hết chuyện làm. Vậy nãy giờ hiểu quá hen. Thực sự Trung Đạo khuyên huynh đệ, chứ không có dám kêu huynh đệ phải làm. Trung Đạo không có một cái quyền gì để mà kêu huynh đệ phải làm hoặc là phải sống. We don't have the right to tell people how to live and what to do to it, right? Mình chỉ nói chia sẻ thôi, còn ai nhận được nhận, còn chuyện làm thì chuyện của người ta. Mình có quyền cho người ta cái cần câu, cái câu cá sống mỗi ngày, nhưng mà không bắt người ta đi câu. Tự nó muốn câu cái gì nó câu ác được ác, câu thiện được thiện, câu lành được lành, câu tốt được tốt, câu xấu được xấu là chuyện của họ câu. Còn mình cho phương tiện cho họ câu thôi, chứ không phải là mình phải mốm mồi cho họ ăn hoài. Ông thầy không ăn dùng được cho huynh đệ, ông thầy không tắm dùng được cho huynh đệ, thì không thở dùm được. Ông thầy không thể nào mà hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi được, hãy ăn giùm tôi được. Ông thầy cho nấu cho mình ăn thôi, nếu mình không ăn nữa thì ông thầy cũng bó tay. Ông nấu sẵn rồi chứ có ngồi xuống ăn, mà không ăn được nữa thì chờ lúc đó thì cùi rồi, cái mạng cùi rồi. Không gì đập Phật. Đó không? Cho nên Trung Đạo cũng chia sẻ vấn đề thực sự lặp đi lặp lại này, phải nhớ gì chúng ta đang làm đây. Coi nó nhỏ vậy chứ không phải nó nhỏ đâu. Tích thiểu tình đa. Một chút xíu ngày hôm nay thôi á, vậy á, mà cái kết quả nó lớn ngày mai lắm á. Âm đức mà làm sao mà mất được, dương đức thì vẫn có thể tàn lụi. Nếu sống không đúng thì dương đức mình sẽ tàn lụi, là cái phước hủ lậu, của cải sẽ biến mất, tiền tài sẽ tiêu tan, thân sẽ bệnh tật, con cái sẽ không nghe lời mình bởi mình thiếu âm đức. Còn dương đức có nhiều mà không biết dạy con cái, không làm phước thiện thì cũng vậy thôi. Thì chúng ta đi làm cái này vừa tạo dương đức vừa tạo âm đức. Dương đức là phước hữu lậu, là vật chất. Âm đức là phước vô lậu, là tâm linh. Huynh đệ vừa tụng kinh là tạo âm đức. Trong chung quanh mình rất nhiều huynh đệ, trong đó có Nguyện Thế Tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình, lắng nghe những bài pháp thí của mình thì họ có nhiều cơ hội siêu, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Đó mình đang tạo âm đức cho chính gia tộc của mình. Ngược lại mình phát quà từ thiện, mình giúp đỡ người khác sống được chút xíu thôi, đó là một thứ dương đức. Về pháp hữu lậu là về vật chất. À, mình làm không phải nhiều, mỗi ngày một chút, ngày chút, dần dần cái phước này nó dần dần nó to dần to dần. À, phước càng lớn thì vật chất còn đầy đủ. Cho nên người biết tu á, à, tu hết lòng thì tự nhiên có sự gia hộ giúp đỡ chư Phật, mà mình có ăn mỗi ngày một chút đủ để tu. Người biết tu sẽ có phước báo.
trong cái tu mình biết làm phước và biết sám hối. Còn nếu không sám hối làm phước thì tu mình nó giống như mình muốn nấu sỏi thành cơm vậy đó. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Bây giờ tụi con hỏi, chúng ta được 20 phút để đàm đạo. Nãy giờ sư phụ nói một chiều thôi, bây giờ tụi con phải hỏi sư phụ. Vậy phải đàm đạo với nhau để chúng ta giúp đỡ nhau để nhìn lại những cái mình cần phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Tụi con phải nhớ sư phụ nhắc một lần nữa, không phải như sư phụ mới làm được việc đâu nha. Các vị ở ngoài kia người ta làm những điều lớn lắm, nhưng mà ở một cái hình thức khác. Họ làm những điều rất là lớn, còn mình chỉ làm những cái nhỏ thôi. Mà nếu mình quên đi những điều nhỏ hiện tại bây giờ, chúng ta không có cơ hội làm lớn. Việc nhỏ còn chưa thành làm sao làm việc lớn được, phải không? Thấy chưa? Rồi bắt đầu tụi con hỏi, sư phụ sẽ trả lời. Hỏi tự nhiên, đừng có ngại nha. Hỏi hả, càng hỏi càng có lợi đó. Trong Phật Pháp hỏi những cái cần thiết tu học. Ở dưới là Phật con nè, hỏi lớn lên. Ở dưới là Phật con, thực sự nói chữ Phật tánh nó rất là trừu tượng. Mình nói sự trong bản thể mình nó có một cái điều sống, sự sống của mình chính là sự thiêng liêng. Trong cái bản thể mình có một cái sự sống rất là mạnh mẽ, tiếng Anh nó gọi là cái life force, là nhựa sống á. Life force là nhựa sống. Sự sống này ai cũng có. Nếu tụi con thể đi, cái người bệnh khi mà bệnh á thì cái năng lượng nó kém cỏi, nói chuyện thều thào không nói nổi, là sự sống của họ cạn, nên lời nói không có mạnh mẽ được. Với là những người bệnh nhiều quá nằm một chỗ, năng lượng càng thấp thì giọng nói càng nhỏ nhẹ, càng yếu, không nói được, là sự sống đã cạn. Năng lượng nhiều nói mạnh mẽ, khỏe mạnh. Cho nên để ý đi, sự sống đó chính là sự thiêng liêng của bản thể chúng ta, mỗi người đều có. Nếu huynh đệ sự sống cạn, huynh đệ không làm được việc gì khác, nghĩa nào là bệnh hoạn mà ra, chỉ có bệnh hoạn thôi. Thì mình nói đơn giản nhất, vì cái sự thiêng liêng ngự trị trong từng bản thể này, thế gian từng tôn giáo nó sẽ gọi theo một cái tên khác biệt. Chẳng hạn như Phật giáo, đi theo Phật giáo gọi là Phật tử. Mà nếu mà ông Phật trong lòng mình ông chết rồi, ông Phật cũng tử. Tử là con, tử cũng là Phật. Nếu Phật tử là ông Phật biết sống thì mới là Phật. Còn nếu Phật đã tử rồi là ông Phật đã chết, thì mình chỉ sống theo cái thằng tôi của mình thôi. Còn đi theo Phật Pháp, mình gọi là người cư sĩ tu biết. Trong cơ thể mình có một ông Phật ngự trị theo tôn giáo đặt. Còn bên Chúa gọi là Chúa. Cho nên những người theo Chúa là Chúa tử, còn bên Hồi giáo là Hồi tử. Nói chung là nó đặt đại khái vậy đi. Thôi bên Cao Đài thì nói chung là mỗi một vị, mỗi một tôn giáo sẽ đặt cái tên của tánh thiêng liêng trong bản thể mình là cái một cái danh từ khác biệt. Nói chung là sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng không có hình tướng cho nên không vẽ được. Chỉ nói cái tên đại khái, chẳng hạn Thượng Đế là Như Lai. Như Lai là trời, ở theo Việt Nam mình gọi trời. Đừng có nói chữ trời là bình thường nha. Ông trời hay là Như Lai hay Thượng Đế hay God hay là Supreme, Brahma or whatever the name it. Tức là họ đặt tên thôi. Thực sự tính thiêng liêng bản thể chúng ta đều giống nhau, không ai khác biệt. Cho dù thân mình mập như ông Phật mình không có mập, mình ốm ông Phật không ốm. Phật trong người mình không ốm, không mập, không cao, không thấp, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu, không giàu, không nghèo, không sang, không nghèn, không thông minh mà không có đần độn. Ông Phật mình á, ổng chờ đợi mình quay trở lại với ổng. Mình sống với ổng thì tự nhiên trí tuệ mình phát triển. Còn mình sống với thế gian, trí tuệ thiêng liêng mình sẽ mất. Huynh đệ tự chọn đi. Cho nên trong bản thể chúng ta, nếu cái câu đơn giản bên Phật giáo hỏi mình á, Phật ở đâu, tôi không sẽ nói là cái gì. Phật ở đâu, ai cũng nói cái câu này hết. Nhưng mà hỏi là có bao nhiêu người ý thức được ông Phật trong tâm luôn luôn chờ đợi mình? Chưa có một ai ý thức điều này. Nếu ý thức rằng là lúc nào hơi thở ra vào của mình có, là ông Phật mình còn tồn tại với mình. Khi mình nằm xuống mình tắt hơi không thở được nữa, rồi ông bỏ mình ông đi, đó là hồn lìa khỏi xác. Hồn chính là ông Phật của mình đó. Người ta đặt cái hồn là ông Phật, nhưng mà không đặt như vậy. Chỉ có người công gia, Phật giáo mới đặt là ông Phật thôi. Còn cái hồn mình chính là Phật của mình. Ông bước đi rồi là mình sẽ nằm không còn thở được. Không thở được gọi là gì? Ngẫm. Khi ngủm rồi là không còn thở ra thở vào, thì lúc đó mình là vô tri vô giác.
con mắt cũng mất, lỗ tai cũng mất, lỗ mũi mất, cái miệng mất, không ngửi được, không nếm được, không thấy được, không nghe được, cái đầu không nghĩ được, là ngũ quan đã mất hẳn rồi, thì ông Phật mình hoàn toàn đã từ biệt, vĩnh biệt mình luôn đó. Hồn lìa khỏi xác, ông Phật sẽ đi kiếm một căn nhà khác, kiếm căn nhà đẹp hơn, tốt hơn, còn hơn ở trong cái nhà xấu quắc tối om. Ông chọn nhà ông ở phải cẩn thận. Cái nhà càng sáng càng đẹp thì ông Phật càng lớn, cái nhà càng hôi càng thúi thì ông Phật càng nhỏ. Con tự quyết định đi, muốn cái nhà này tốt đẹp hay thúi tha, tự quyết định. Muốn Phật cái nhà này thúi thì ông Phật đi, hay là nhà này thơm thì ông Phật ở, nói đi. Phật ở đâu? Trả lời lớn lên, Phật ở đâu? Rồi biết Phật tâm thì tâm ở đâu? Trong trong thân, thì cái thân này chính là cái nhà của ổng đó. Nếu không có thân này, ông Phật đi lang thang gọi là ma, bằng từng nào ông vậy lên đây ngồi cúng cho mấy con ma đó, là mình đó được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Bây giờ muốn tiếp tục ta cúng cho mình không? Mình cúng cho người ta tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn. Ví dụ là ma làm Phật nè. Hả? Là ma hay Phật? Phải biết làm sao rồi phải không? Phải giữ cho cái thân này thiệt là trong sạch tinh khiết, cái tâm thiệt là rộng lớn, từ bi bác ái bao la. Chúng ta ông Phật mình mới ngự trị trong cái nhà sạch sẽ này được. Thì cái nhà này chính là một phương tiện duy nhất để ông Phật có chỗ ngự trị, hay là cái hồn mình á được ngự trị, tiếp tục sống với Phật, bản chất thiêng liêng là Phật mới tiến hóa được. Cho nên khi bỏ nhà đi rồi phải chọn căn nhà mới sạch hơn để tiếp tục tiến hóa. Ông đó rất là cần sự giúp đỡ của bản thân từng cá nhân một. Nếu môn đề tụi con muốn ông Phật mình sống mạnh, sống mẽ trong cơ thể mình phải làm sao giúp đỡ cho thân mạng mình trong sạch tinh khiết, thì mới có cơ hội sống chung với ông Phật của mình đó. Thì ông Phật trong tâm mình có chỗ ăn ở sạch sẽ, thì tâm Phật mình sẽ phát triển rất là lớn. Rõ chưa? Bây giờ biết ông Phật ở đâu rồi phải không? Làm sao có làm không cần biết, chỉ cho phương tiện thôi, cho cần câu cũng câu ai à câu. Tự mình câu đi. Cảm ơn con đã hỏi câu này. Hỏi tiếp. Mỗi người hỏi một câu. Nãy giờ cười hoài à, chắc hiểu nhiều lắm phải không con? Vui phải không? Dạ. Cho thầy cho con hỏi, thầy nói về cho anh trai và lừa thầy. Thầy không dám nói ăn mặn là xấu, không phải ăn mặn là tự tạo tác thôi, cái chuyện để chọn lựa của mình mà. Ăn uống là chọn lựa của chúng ta, không ai được phép biểu mình ăn. Người Việt Nam mình có một cái tánh kỳ cục lắm, biết người này ăn chay mà nhâm sáu người xúm vô kêu đừng ăn chay. Chọn lựa của người ta mình phải tôn trọng. Trung đạo không bắt buộc huynh đệ phải ăn chay giống huynh đệ hoặc là tu giống trung đạo được. Huynh đệ tự nguyện hết, chúng ta làm gì cũng tự nguyện. Nếu muốn gần gũi học hỏi, điều kiện duy nhất của trung đạo là phải tụng kinh ăn chay, trung đạo mới nói chuyện đạo. Còn nếu mà còn ăn mặn chơi bời nói chuyện đạo mất thời gian của hai bên. Rõ không? Con hiểu rồi mà. Tại sao mình quan gia trái chủ nhiều, mình ăn con này con nọ con kia, mình ăn nhiều quá lúc còn sống á, mình nuôi nó khi mà nó mình quất nó rồi đó, thì cái phần sống linh thiêng nó sẽ ở lại với mình. Bởi vì vay mượn thân xác nó bắt buộc nó phải ở với mình thôi. Luật là thế, nó gọi là quan trái, quan gia trái chủ. Mình ăn chúng nó nhiều thì nó bu mình nhiều. Cho những người ăn mặn chết vấn đề đấy, họ la họ hét rất là nhiều, đau đớn bệnh tật là quan gia trái chủ họ bu, họ đòi mình đó. Mình không trả được thì họ càng nhắc nhớ mình, càng la hét. Cho nên người ăn chay ăn mặn á, mà sống với thế gian thì kiểu sống sao cũng được, ăn nhậu chuyện bình thường. Nhưng khi nằm xuống á, họ la hét rất là nhiều, bởi vì xung quanh nó rất nhiều người tới đòi nợ, gọi là quan gia trái chủ. Còn những người biết tu tốt, biết giải trừ quan gia trái chủ mỗi ngày á, khi trước khi cộng nghiệp, trước khi cận tử nghiệp á, rất là nhẹ nhàng ra đi, bị hiểu luật, bị ít người đòi mình. Rõ không? Mình tự chọn đi. Bây giờ muốn nhiều người đòi trước khi chết hay là ít người đòi trước khi chết, cứ tự quyết định. Trung đạo chỉ chia sẻ thôi. Chúc may mắn nha. Còn do chuyện ác chuyện thiện là chuyện của người ta. Nhiều người ta nói ăn mặn á, chẳng thà ăn mặn nói ngay, còn ăn chay nói láo. Mình ăn chay mình nói láo á, vậy ăn chay làm gì? Ta chửi mình á. Chẳng hạn như món này món chay mà kêu là bún bò Huế, ta ăn bò bà nó chết rồi. Thế không? Còn cơm dương phủ nữa chứ, còn cơm âm phủ nữa. Món đó rõ ràng là nó chay, không có đồ mặn, mà trong coi là gọi gì? Bò xá xíu, heo quay, vịt quay. Vậy mình ăn chay làm cái gì? Rồi nướng lên đó, thịt bò nướng, thịt bò xào, ba cái cạc tông nó làm cho mình ăn không à?
Mà mỗi lần cho thầy ăn thịt bò giả thì cứ tưởng ăn cạc tông luôn chứ thì gớm lắm. Còn thịt mỡ, thịt ba rọi á thì nó gớm lắm, nói chung là thầy gớm cái mồm thì không dám nhai. Cho ra ăn đại đậu hũ cho rồi đi, thịt tâm tạng nó dễ ăn, muốn bỏ vô thành cái đó. Đậu hũ là tờ giấy trắng ghi có cái đó à, đúng không? Bỏ ớt có ớt, bỏ nước tương có nước mắm có nước mắm. Nên nói chung á là chúng ta cố gắng, người biết tụng kinh rồi muốn có miệng thơm á nha, thì nên hạn chế ăn chúng sanh đi. Cái lời cầu nguyện mình được nhiều hay không được ít là do cái miệng mình thơm hay thúi. Mình càng tụng kinh nhiều á, nước miếng mình nó thơm ngọt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Còn cái miệng mình nó có hai cái bacteria, một cái hôi và một cái không hôi. Nước miếng mình có hai loại, một loại hôi và một loại không hôi, nó gọi là bacteria, tức là cái vi khuẩn thối, nó hôi ghê lắm. Còn vi khuẩn không thối, mình tụng kinh riết thì vi khuẩn thối nó không còn tồn tại. Nước miếng mình sẽ thơm và ngọt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Người tu mới hiểu được điều này. Rõ chưa? Cho nên bây giờ muốn cái miệng thúi hay cái miệng, cái thân thúi thì cứ tự động mà ăn. Cái miệng thúi, cái thân thúi thì ông Phật cũng hơi dè dặt khi ở với mình đó nha. Ông ở nghe mùi thuốc cũng ớn lắm nha. Còn cái thân sạch, tốt lành, thơm tho thì ông Phật mình có cơ hội nhiều hơn. Cho nên Ngài nói á, khi mà người đệ tử sẵn sàng thì Minh Sư sẽ xuất hiện. When the student is ready, the master will appear. Okay? Khi mà mình sẵn sàng thì Minh Sư nào? Ông Phật mình sẽ xuất hiện, chính là Minh Sư của mình. Khi Trung Đạo nói Trung Đạo chân sư, có một người hỏi thầy tại sao thầy dám xưng thầy là chân sư. Tôi nói Trung Đạo là cái thằng khốn nạn này, còn chân sư là ông Phật. Cho nên hai người khác nhau. Chân sư là cái người trong này, còn Trung Đạo là cái thằng hôi thối này đây. Để chửi mình vậy đi tốt hơn, còn hơn là mình tự ngạo mạn tự khen mình. À, mình ngạo mạn tự cao tự đại là mình sẽ chết một ngày nào đó, mà chết mà không kịp chôn đó nha. Người tu theo Phật phải biết hiền hòa, phải hiền hòa nha, phải thương yêu bá tánh chúng sanh, phải biết khiêm nhường tuyệt đối thì mới có cơ hội. Chỉ một lần tự cao tự đại thôi thì cho dù khiêm nhường cả một đời này cũng không có đủ đâu đó, nhớ không? Mình làm phước 30 năm rồi, một lần nổi điên lên chửi với bá tánh chúng sanh thì 30 năm đó không còn cái gì. Giống như mình nổi điên lên là cả khu rừng không đức đều bị cháy hết, nhớ chưa? Muốn chửi nó thôi kệ, chửi mình luôn cho rồi, tự mình ngu quá mình dạy nó không được, mắc chứng dạy nó. Nếu mình không cảm thấy mình không đủ tư cách đạo hạnh thì tự dạy mình cho rồi, đừng dạy ai hết nha. Cho nên sư phụ không có dám giảng dạy, chỉ chia sẻ mà thôi. Bởi mình biết mình không đủ đạo hạnh đạo đức cho nên chia sẻ là hay nhất, đừng có dạy ai hết. Mong rằng vấn đề tiếp dần sự chia sẻ của Trung Đạo, chúng ta cùng tiến hóa, cùng tu cho tốt để có cơ hội trở về với cha mẹ, với chính ông Phật của mình. Ông Phật của mình rất là quan trọng. Khi mình hiểu được, mình ý thức rằng ổng luôn luôn ở trong nhà mình, là bắt đầu ổng cảm nhận được sự để ý của mình rồi, ổng sẽ làm việc với mình đó. Rõ chưa? Rõ không? Bây giờ Phật cảm ơn con đã nói nha. Hỏi đi, càng hỏi càng có những câu trả lời rất là ngộ mà thầy chưa bao giờ suy nghĩ. Bây giờ là Phật. Con cái đó, con cái bệnh là cha mẹ đau khổ, con đau khổ không? Con đau khổ từ đau khổ là nghiệp của mình, không phải nghiệp của nó. Con xin thầy là dạy cho con đó, là hướng dẫn cho con cái cách mà con tu tập hành trì. Tại vì con cho em bé nó ăn chay rồi, dạ. Gia đình con cũng ăn chay mấy năm rồi, mà cái nghiệp lực của nó từ nhỏ thì bị nặng, nhưng mà bây giờ thì nhờ Phật pháp thì nó cũng giảm, nhưng mà thầy nhiên còn nhiều cái tháng nó không có bình thường đó, cho nên là con khổ sở, nên là con hành trì nó cũng không có thời gian. Cái người đau khổ mà mình là mẹ đau khổ nhất chính là nghiệp của mình. Để giải nghiệp, một cách duy nhất để chúng ta tự giải nghiệp và hoàn cảnh sống mình, một cách duy nhất ta phải làm thôi. Ngay cả sẽ thí dụ ngày mốt mình sẽ chết vì cái đó, hôm nay chúng mày tụng kinh cho đến ngày hôm đó đi, thì những cái chết nó biến mất. Thầy kiểm nghiệm được cái điều này. Thầy đã chết thục ít nhất là 7 lần trong cuộc đời của thầy, 7 lần luôn á. Mà thầy cũng tỉnh bơ à, nó vừa qua cái thầy nói ủa, nó thiệt nó lẹ ghê lắm á. Xong rồi đó, chỉ cần nó sáng cho cái đầu mình là cái đầu mình sẽ vỡ từng miếng vụn. Nhưng mà tự nhiên mình ngất cái đầu đó nó hụt. Mà nhiều lần như vậy, có cách duy nhất để giải nghiệp vào hoàn cảnh sống của mình, cho dù bệnh tật vậy, các cái bệnh ung thư cũng vậy. Bệnh ung thư không cần phải trị bằng thuốc,
trị bằng cái tâm trạng và thái độ sống. Thầy trị bệnh cho rất nhiều người, hả, chỉ cần theo lời thầy dặn thôi là người này có cơ hội. Và ngay cả đứa bé bệnh cũng vậy. Thầy xin phép chút xíu. Một đứa bé tới thầy chưa được 1 tuổi, nó bị cái bú rất là to. Nó không phải là con thầy, nhưng thầy thấy đứa bé bệnh, thầy thấy nó là thầy, thầy rất là khó chịu, rất là đau lòng. Thì ôm em, để tay vô cái cổ nó, thì chỉ biết thương nó thôi. Mà thầy không có hề cầu nguyện là nam mô quán, người ta không hề gì, để biết thương nó thôi. Thì khoảng chừng 15 phút sau thì cái phòng này nó nóng hẳn lên, thì mới trả lại cho ba mẹ nó. Thì 1 năm mấy 2 năm sau, thầy đi giảng, thầy Thượng Chí thì đi ngang, nó kêu ông nội. Thầy quay lại, thầy nói, ủa mình có cháu nội này nào. Mà nhìn đứa bé nó tròn quay à, nó mặc một đồ lam, nó dễ thương lắm. Mà ba mình cũng không nhớ ba mẹ nó là ai. Cái chuyện mình vô trong ngồi nghỉ ngơi á, thì ba mẹ nó tới mới nhớ ra, thì ra đứa bé nó bệnh như vậy, hoàn toàn biến mất luôn. Mà mình chỉ có thương nó thôi đó, cái tình thương nó lớn lắm. Cho nên ba mẹ là cái người thương con cái nhất, dùng tình thương nó dạy để mà trị bệnh cho con, bằng thức ăn, bằng nước uống. Tại ra khi ngồi tụng kinh á, mình tụng kinh những cái chai nước để trước mặt đó, mình ban rải tình thương vào những chai nước. Cái đầu mình luôn luôn là nam mô quán âm, đi đứng nằm ngồi đều là nam mô quán âm bồ tát. Thì tụng kinh chú là ngũ chú đại bi không ngừng nghỉ, thì cái năng lượng từ bi mình càng lúc càng lớn. Gì đại bi? Chính là cái tâm đại từ đại bi của mẹ quán âm bồ tát, của chư thiên chư phật chư bồ tát. Cho nên mình nương vào cái lòng đại từ đại bi này, năng lượng đại từ đại bi là quyền năng lớn nhất trong vũ trụ, chữa trị tất cả các bệnh tật. Mà nguyên văn của nó là love, love is the power, the most powerful force in the universe. Đó là một quyền năng lớn nhất trong vũ trụ, trị bệnh tất cả các bệnh tật. Thầy nương vào cái câu này mà thầy làm. Thầy không cần biết người đó là ai hay đến nhờ thầy giúp, mà thầy biết được, thầy biết là người này cũng xấu, nhưng mà thầy làm, thầy vẫn làm vì người ta cần mình. Nhưng mà điều kiện là phải có điều kiện là phải về tập khí công với lại ăn chay thầy, thì việc làm của mình mới hoàn tất được. Còn nếu mình làm một chiều, tức là mình xía tay và mình xóa nghiệp của họ, thì mình sẽ mang một phần nghiệp lực của họ. Bởi vì họ không tự lực cánh sinh, là ngồi xuống tụng kinh để giải trừ cho bản thân mình, viết sám hối thì mình đã làm. Còn mình nhào vô, mình nghĩ là mình có quyền năng mình làm, tức là mình tự động rước cái nghiệp đó, mình sẽ bị một cái phần nào đó mà họ đã bám vào mình. Cho nên ai tới thầy thì yêu cầu họ ăn chay tụng kinh, thầy làm thì mới có kết quả như vậy. Cho nên chúng ta làm giúp đỡ nhau, tương trợ nhau. Ông thầy phải không có trách nhiệm với mình. Hồi xưa thầy đi làm ai tới thầy cũng trị, cái có người nói, ủa sức khỏe của nó mất chứng gì mình phải lo nhiều vậy, tôi kệ bà tôi bay đi, muốn sống thì sống, muốn chết là chết. Sau này thầy khuyên làm không làm chuyện của họ thì không xía vào nữa. Thầy nói thật, thầy làm mà có nhiều cái đó thúi trong cơ thể mình luôn á, bởi vì thầy xía vào nghiệp người ta nhiều quá, đến bây giờ nó vẫn còn thúi. Mình xía quá nhiều cái điều dơ dáy, cho dù mình có sạch cỡ nào, mình làm quá nhiều thì con dao mà làm nhiều quá nó cũng lục, nó phải lục. Mà hát nó lục rồi là coi chừng nó cắt hỏng đứt. Sao thầy mới hiểu được? Cho nên cô về nhà đi đứng nằm ngồi đều là nam mô quán âm bồ tát, tụng đại bi được bao nhiêu, há rảnh ngồi xuống tại đại bi, cho em ngồi bên cạnh mình, rồi cho em uống cái nước mình tụng kinh, rồi nấu những gì ăn đều hồi hướng công đức vô. Thì cái nghiệp mà đau khổ khi đứa nhỏ bị, cha mẹ là người đau khổ nhiều nhất, đó chính là nghiệp của mình. Cho nên người phải tự ngồi xuống tụng kinh thì chú tự giải nghiệp, bên cạnh đó phải sám hối, lạy sám hối để hưởng công đức cho em. Đồng thời có làm được điều gì đó cho ai đó cứ làm, giúp được thì giỏ trai cái lúc nghĩ thiện làm lành tụng kinh thì chú là tôn chỉ duy nhất của người muốn giải nghiệp, rõ không? Thầy cũng từ làm điều đó thôi, thầy làm được thì chỉ anh em làm. Hãy có đề làm là quyền lợi của mình, không phải của trung đạo. Phải nhớ là những gì trong Phật pháp chúng ta tự làm là tự hưởng nha, tự tu là tự chứng, là tự thành, còn không ai cho mình được. Trên các ngài dạy mình á, chính bản thân mình cầm vương miện Phật tổ độ lên đầu cho mình, chứ không ai làm cho mình được. Muốn đội vương miện của Phật tổ, chúng ta phải tự cầm mà đội lên. Nên muốn đạt được những gì lời lạc trong tâm linh của Phật pháp, chúng ta phải tự ngồi xuống mày mò công phu, mới là tự tu, tự chứng, tự thành. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ chưa? Rồi khi gặp viên thầy thì chỉ cho cái khác nha. Cảm ơn con đã hỏi. Quynh đệ hỏi đi, lợi lạc cái lắm, thầy sẽ nói những cái quynh đệ có thể biết rồi mà chưa làm được, mà làm rồi chưa thẩm thấu, chưa làm được nữa, phải chỉ cho làm được nữa. Ok. Hỏi tiếp. Lời lạc cho anh em mà hỏi đi. Xin hỏi thầy,
thầy không dám nói đúng hay sai, không dám trả lời thầy không. Đúng là do sự suy nghĩ, sai cũng do sự suy nghĩ. Đối với họ đúng, đối với mình sai sao? Thí dụ giờ thầy con đứng đối diện với thầy đúng không? Thầy nói bên phải là bên trái của con, thầy nói bên trái là bên phải của thầy, có phải vậy không? Sao đúng sai được? Thầy lấy tư cách thì thầy phải bình đúng hay sai. Chúng ta bị kẹt vào phong tục tập quán quá nhiều. Thí dụ 100 người nghĩ một điều giống một điều như vậy, một người nghĩ khác điều của mình nghĩ, người đó là hoàn toàn không trúng rồi, phải không? Thí dụ 100 người nghĩ điều sai là trúng, con nghĩ trúng những điều sai, họ cho con là sai, mà thực sự con trúng. Cho nên không sai không trúng được. Tên thầy là gì? Con biết tên thầy không? Tên gì? Nói lại lớn rồi. Trung đạo làm sao có trúng có sai được? Sao thầy trả lời cho con? Cái người nghĩ trong đầu họ làm vậy là sai, cho nên họ nói không được. Bây giờ thí dụ mình nghĩ 1000 người Việt Nam mình đều nghĩ tới làm đám ma, huynh đệ mình có thể anh em tụ tập lại tụng cúng dùng thời kinh cũng được, đâu có gì đâu mà sai. Nhưng nếu mình nghĩ nó sai không được, mình nghĩ nhà cũng đâu sao. Nhưng mà nếu con nghĩ rằng người ta nói vậy là trật cũng không sao, thì con nghĩ trúng. Đúng, cái hiểu của con là mình tới mình cũng đúng. Đối với thầy là huynh đệ tụ tập lại cũng cúng thời kinh cho huynh đệ trong gia đình để giúp huynh đệ đó được có cơ hội, phải không, được siêu sanh, tức là đi khỏi cảnh giới này đi tiếp tục làm người. Còn đối với người ta lại gồm cái đám ma xác chết, năng lượng mình sẽ bị hút cạn hết, mặt mình sẽ đen, cho nên không đúng. Con hiểu ý không? Ví dụ một người mới chết nằm xuống, con là người biết tu, con lại gần đi, con lắng nghe thì cũng thử làm một lần thôi. Lại gần thì con nghe cái người con làm gì nè, nó chạy ra rất là nhiều. Thế là chúng ta lại gần xác chết mình niệm mà không đúng á, là nó cái năng lượng cứ vô người chết không thôi, thì nó đang hút cái năng lượng của người sống, giống như cái tivi hay cái điện thoại. Mình càng nhìn điện thoại tivi nhiều thì giống như mình lại gần một mới xác chết, mới chết vậy đó, nó hút năng lượng mình hết. Cho nên họ quan niệm dưới họ là đúng. Họ tới đám ma mà gần cái xác chết họ mất rất nhiều năng lượng, cho nên họ không tới, hiểu không? Còn nếu tới cái đám cưới á mà ăn mặn á, họ ăn mặn thì họ lại sợ mang tội. Theo quan niệm họ thì trúng đối với họ, nhưng mà nó hơi hạn hẹp một chút, thì mình không nói là sai, bởi vì cái sự hiểu biết cái hạn hẹp, không có, mình còn hơi cố chấp vào cái điều mình đang làm, không nghĩ là trật, chỉ cố chấp thôi. Nhưng mà một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra được. Mình tới đó mình tùy duyên mình làm, cái gì cũng tùy duyên hết á, tùy duyên mà nói thì người mà độ, cái gì cũng tùy duyên, cái đừng có cố chấp vô. Nếu mà cần huynh đệ cần thầy tới cúng gia đình thì cũng tới, thì cúng bình thường thôi, đâu có sao, đâu có gì đâu. Nhưng mà thầy cho tụi con cơ hội tự cúng, tụi con mới phát triển được cái phước báo tụi con làm. Nếu thầy làm hết phước thầy hưởng hết rồi, bây giờ những cái tụi con cúng thì nhào vô dù quá nhiều thứ dù hưởng ra, tụi con tự nhiên tụi con làm dù nhào vô dù hưởng nhiều hơn tụi con, vô lý. Tụi con phải tự làm tụi con mới hưởng được, nhất là ông bà cha mẹ của mình, tụi con phải tự ngồi xuống cúng nhiều chừng nào thì cái âm đức tụi con càng lớn chừng đó. Tụi con để ý đi, nếu mà tụng cho cụ huyền mình siêu rồi, con cháu tự nhiên nó hưng thịnh, bệnh tật tự nhiên tiêu trừ. Làm thử mới hiểu được thầy nói cái gì. Cho nên muốn hiểu được thầy đang nói gì, tụi con phải ngồi xuống chứng minh bằng cách là tu tụng giống như ổng đi, con mới hiểu được thầy đang nói gì. Trên cái quan niệm mỗi một người nó hạn hẹp khác nhau, không phải ai cũng chấp nhận cái truyền thống hoặc là tập tục. Có những người chẳng hạn như thầy qua Mỹ đã đâu chấp nhận truyền thống của Mỹ là mỗi một cái lễ là ngồi xuống nhậu cho chết rồi mà tỉnh mắng ngày đi làm, nó thầy đâu có chấp nhận được, phải không? Tới giờ đó phải đi chơi cho đã đời, không được. Thầy sinh ra không được đi chơi, đi làm không mà, đi chỗ nào đẹp đẹp cũng chẳng biết thưởng thức nữa, đi tới đâu cũng biết đi làm thôi. Cho nên thầy cũng vậy, kêu thầy đi chơi thầy từ chối, cho thầy đi chơi đó, đi lên biển chơi cho đã, đi tàu. Thầy nói tao đi biển hai mấy năm, kêu tao đi biển tao bệnh tao chết luôn, tao sợ cũng chết. Họ đâu biết là thầy sợ biển, thầy đi quá nhiều năm trên biển rồi thầy sợ, hiểu không? Tức là của người ta sự hiểu biết hạn hẹp, nó có giới hạn, chẳng hạn thầy không thể nào hòa đồng được với cái tập tục đó. Thầy phải tránh xa ra để người ta không thấy cái mặt mình, người ta thích mình, người ta mời mình mà mình từ chối á, thì rất là phiền, cho nên mình biến mất luôn, cái không có mặt, không ai mời. Thế mình từ chối một cách rất là yên lặng, nhiều chỗ mời thầy cũng yên lặng, thầy biến mất. Đệ tử thầy bên Mỹ á, tháng 12 đám cưới nè, thầy thương gia đình nó lắm luôn đó, nhưng thầy cũng biến mất. Thì thầy hiểu không? Thầy ngồi mình chứng kiến anh em ăn chúng sanh, con nghĩ sao? Thì cũng đau chứ, nhưng mà người ta vậy mà, con nói gì? Phải không? Đôi khi mình ăn thịt mình vui lắm, thì cái vui đó chính là cái sự sống của họ. Nếu ăn thịt không có ăn được, cái buồn bệnh, tội nghiệp người ta, phải không?
Mình ăn chay đâu nghĩa là đúng đâu. Mình ăn chay thì mình chấp nhận con đường đi của mình. Mình phải chấp nhận con đường, phải hy sinh. Mình phải chọn chứ, có sự chọn lựa. Sự chọn lựa này là cho mình tiến hóa, mình chọn lựa. Không nghĩa là mình bắt người ta phải chọn lựa giống mình. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng anh em, có những người nào ăn mặn, ăn chúng sanh cứ ăn. Mình không có nói mà tìm cách đừng lại gần thôi. Không nghĩa mình chê họ, không phải vậy. Nhưng mà mình đừng lại gần. Lại gần quan gia trái chủ họ thấy mình vậy, họ nhào vô cái mình hốt dùm. Cái cô đó cũng nghĩ như vậy đó. Đám ma là quan gia trái chủ đủ loại có mặt trong đó đó, con nghĩ đi. Con tới hầu bu cho mà coi. Tại sao đám ma về bệnh? Bởi vì mình không đủ sức chịu đựng. Mình về mình mệt mỏi. Lý do đó mà họ từ chối thôi đó. Nhớ không? Cho nên từ giờ đi con thấy đừng có ngại. Con đi được đám cưới cứ đi. Đi đám ma được cứ đi thoải mái. Nhớ không? Kể người ta đi. Ừ. Ok. Cảm ơn con. Ở Di Đà Phật. Chọi cái micro thì chụp cho con. Đêm nay con có mấy gì muốn hỏi nè. Cho nên huynh đệ chọn lựa để làm, thầy không có được quyền phê bình chỉ trích. Mời nó không đi thôi, vui vẻ thôi, có gì đâu. Ok. Hôm nay nhà ta ăn mặn tới ăn chay nha. Nghĩ sao ạ? Hôm nhà ta ăn mặn mày tới ăn chay nha, nó làm gì cho mình ăn? Làm heo giả cho mình ăn. Để cho con hỏi, nếu như mà mình tụng kinh để cho tụng quyền của mình siêu thoát á, làm sao mình biết ông bà mình đi? Dạ có cô. Điều kiện chúng ta khi tụng kinh mà mình chỉ biết là ngồi xuống tụng thì kinh hết lòng cầu cho quyền thế độ ông bà đó, thì độ. Còn sự mong cầu đừng bao giờ, đừng nghĩ rằng mình cầu nguyện xong mình mong chờ, đừng. Đúng lúc sẽ có mặt. Con sẽ hiểu, tự động mình sẽ hiểu. Cho nên gọi là tu chứng, mình phải tự chứng minh. Tại sao nhiều người họ thấy được? Bởi vì họ chứng minh, con cũng sẽ được thấy. Mà không cần phải cầu xin. Việc làm đó là như thế, chẳng hạn như con gõ là nghe cái bon đúng không? Hả, gõ sẽ nghe cái bon. Con chửi là thúi miệng, chắc chắn miệng sẽ thúi. Đúng không? Chân lý mà, phải không? Hả, gõ xuống bàn, nghe cái cọp, gõ mạnh sẽ đau tay, đó là chân lý. Rõ chưa? Chân lý là phải chứng minh nha. Chứ không có nói suông gì là Phật. Rồi hỏi đi cô. Tu đi sẽ thấy được điều thầy nói. Nói đi sẽ nghe cô dạ. Đó, kê sát vô. Dạ. Thầy ở Mỹ lận có duyên gặp cô ở gì đâu mà. Thầy không có kinh. Thầy viết lại thôi nha, thầy viết lại à như là tụi bay nghĩ tới đâu rồi, tao biết tụi bay nghĩ cái gì đó. Tao biết hết. Dạ nãy thầy nói nãy giờ cũng quyền thế tổ nghe rồi mà phải không? Phải không? Ngồi xuống đi coi với Đạo Phật. Cái thứ hai nữa là con cũng là 10 năm rồi. Ừ. Mất ngủ. Có duyên với thầy mới mất ngủ hả? Thầy nằm xuống thì ngủ như chết luôn đó cô. Con nghe cái thầy có pháp thầy bị bệnh đó, con nên là ai tới thăm thầy cũng rất là ngại. Đầu tiên là thăm thầy, cuối cùng bên cạnh đó là trị bệnh. Thầy rất là ngại điều đó. Ê Đạo Phật, chúc thầy chỉ người ta làm cho cô nha. Dạ Phật, cảm ơn cô đến thăm. Trung đạo rất là chân thật. Nghĩ sao nói vậy cho nên rất là dễ mít lòng. Kệ. Nhưng nói thật, người ta cảm thấy tu được là cứ tu. Giúp đỡ anh em mình tu được là đại phước. Nên trung đạo không có ngại cái công để nói. Đi khắp nơi để nói. Mong rằng nói được cái gì đó cứ nói. Thì vì ông thầy đi hướng dẫn tu á, là không có hại ai ấy. Nói người ta tu được tu. Không có kêu gọi bắt người ta phải làm giống mình. Không có. Hãy làm sao làm, miễn cho nó vui là được rồi. Làm ác nó vui cũng mừng cho tụi nó. Cứ ác đi thôi. Hả, giết người, người giết ta. Giết người, giết người, người giết ta. Ác với người là người sẽ ác với ta. Ghét người, người ghét ta. Nó ghét luôn con cháu, con chó lẫn con gà. Nó vậy luôn. Ở dưới là Phật hỏi tiếp. Hỏi đi con. Cô này của Chi hả? Phải không? Cô là chủ Chi là cô được cái cô gặp thầy mấy lần có phần theo đúng không? Cô cho nó theo là cô tự muốn. Cầm cái miếng thì sao? Cầm miếng thì cô. Nói con cho mọi người nghe đi con. Con cũng không muốn nhưng mà tại sao nó cứ vô. Bây giờ đương nhiên con cũng muốn. Dạ. Cô bây giờ đừng có nhăn là nó không vô à. Cái nhà của cô làm chủ đúng không? Trong nhà cô có ông Phật đúng không? Ông Phật đó ở nhà cô thì ai dám vô? Thầy nói một câu đi, để lắng nghe câu này nói nè. Câu này không phải của thầy đâu nha. Thầy nói lại dùm các vị lớn thôi.
nếu trong đầu huynh đệ, trong lòng huynh đệ, trong tim huynh đệ chỉ có Phật thôi, ma có tới không? Hả? Làm sao tới được? Cái câu này mà làm cho thầy trưởng thành rất là lẹ. Trong lòng chỉ có một ông Phật thôi thì ai dám tới? Cái nhà con chỉ có một ông chủ thôi thì ai dám mượn? Con mở cửa con gọi người ta vô, người ta mới vô chứ. Mình làm chủ nhà mà, phải không? Nếu mà con có những tư tưởng không tốt lành quá nhiều, năng lượng con mất hết, thì chắc chắn cửa nhà con sẽ mở ra, người mạnh sẽ lấn vô. Cho nên mình lấn vô mình không biết ra, mình gọi là ma. Mà mình chấp nhận nó, mình sống, rồi mình thích quá, mình sống với nó, thì ngũ uẩn mình nó sẽ phụ cái thằng ma, nó gọi là nội ma ngũ âm. Bắt đầu nó vớ vẩn, nó cứ muốn lên hoài, mà thật sự nó đâu có lên đâu. Đâu có đâu, mình chỉ cho phép nó tồn tại thôi. Tại sao ma quỷ tồn tại? Bởi vì cái đầu của mình nó cho nó tồn tại. Đối với trung đạo, họ không tồn tại. Bởi vì khi trung đạo nghe được câu chuyện đó, chỉ trong đầu trung đạo người này phải siêu, tụng cái là biến mất liền. Bởi vì họ không được phép tồn tại, họ phải siêu. Cho nên trong đầu mình chưa có Phật, trong lòng có Phật, trong tim có Phật, thì không có ai dám lại gần cái nhà của ông Phật cả. Rõ không? Họ tới gần chẳng qua là mình là người cho phép họ thôi. Còn mình đã quyết định ai ở trong căn nhà này thì chứ mình với ông đó mà thôi. Rõ chưa? Bây giờ muốn làm Phật hay ma? Dễ vô cùng. Phải nhớ cái câu này, người tu học không cần phải đâm đầu cố gắng, bởi vì mình quá ư nhiều nghiệp chướng. Nghiệp chướng mình quá đầy, nên sư phụ phải bắt tụi con tụng kinh để tự giải trừ nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp. Thực sự khi muốn để sạch rồi á, trong lòng có Phật, trong tim có Phật, trong đầu có Phật, miệng nói có Phật, thì chính là ông Phật của mình nói đó. Thì lúc đó cái gì lại gần ngoài ông Phật ra? Chúng bậc thiện thì rất là gần mình thôi. Các vị kia đều phải đức trọng quỷ thần kinh. Quỷ thần cũng phải kính nể mà cúi đầu chào khi mình đi đến nơi đó đó. Mưa bão phải tránh mình ra. Mình dám đi tới nơi có bão, bão sẽ không có mặt. Thầy viết một cái câu cách đây mấy tuần thôi đó. Thầy tới Florida đang mưa bão như vậy, thầy xuống phía trường cái ngày hôm sau là trời sạch sẽ, nắng ấm, không còn mưa gió. Thầy vừa ra khỏi Florida lại mưa 10 ngày liền. Đệ tử mới nhắn tin cho thầy: sư phụ ơi, sư phụ vừa đi tụi con đã buồn rồi, bây giờ còn mưa thêm 10 ngày nữa, nó còn buồn dữ nữa. Thầy tặng một câu thơ liền. Khi ảnh hồi dứt câu, thầy tặng câu thơ liền: nơi ta đến trời quang mây tạnh, chỗ ta về trời sáng mây trong. Khi ta có Phật trong lòng, ngại gì mưa bão rủi rông khắp miền. Đã có Phật rồi đi đâu mà còn ngại nữa, thấy không? Khi ta có Phật trong lòng, ngại gì mưa bão rủi rông khắp miền. Nơi ta đến trời quang mây tạnh, nơi ta chỗ ta về trời sáng mây trong. Thì mình tới đâu có ông Phật ở đó thì an lành. Ngài nói khi con sống với ta, nơi nào con ngỡ đều là an lành. Nếu làm được như thầy thì huynh đệ nên làm đi. Đã sống với ổng rồi chuyện gì cũng ok hết. Thật sự là ok đó, nhớ không? Chúc huynh đệ may mắn, vui vẻ trong cái đang làm của mình, trong cái đang học của mình. Hả? Càng vui chừng nào thì lợi lạc nhiều chừng đó. Hết chuyện. Các ngài luôn luôn mong muốn con cái của mình phải vui vẻ hạnh phúc. Đó là cái tôn chỉ của chư Phật. Sư phụ cũng mong huynh đệ được an lành hạnh phúc, thân luôn khỏe, tâm luôn an, trí tuệ luôn sáng suốt. Bài này chút nữa thầy sẽ đọc, sẽ đọc cái nên thân. Nhiều quá vớ vẩn, đã nói đi lại nhiều lần rồi vẫn còn cho nó tới nhà mình. Trong người con có ngũ ma nội ấm, nó gọi là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Năm con quỷ này ngộ lắm. Mình mà tưởng nhiều quá nó sẽ ở trong nhà mình. Cái tưởng thức này sẽ quậy mình. Mình mê quá, mình thấy đẹp quá, mình thọ nó, mình nhận nó sẽ quậy mình. Rồi mình sống, mình biểu lộ nó, mình sẽ đi ngùng ngùng, mình tưởng là mình bị ma. Thực sự chính mình tạo tác cho con ma của mình sống thôi. Mình bị ngũ uẩn nó quậy mình đó. Mình cứ nghĩ là mình bị, mình nghĩ là mình được, mình nghĩ mình có, thì chính ngũ uẩn này sẽ cho mình cái kết quả. Trên người tu thiền tu tụng kinh vậy, mà mong cầu nhiều quá sẽ bị ngũ uẩn nó quậy. Hả? Ngồi xuống kể chuyện thiền của mình này kia nọ nhiều quá, mình đã bị ngũ uẩn xây chuyển. Cho nên người ngồi thiền đúng mức không có gì để nói. Cảnh giới cao nhất của thiền là không có gì để bàn. Quý vị nghe sư nói thiền không? Không có gì đâu nói. Nói xạo chơi cho vui vậy thôi, chứ còn nói thiền mà mở miệng ra rớt cái bịch rồi. Mấy ông thầy tu thiền có ai nói chuyện thiền với nhau đâu, phải không? À, hai ông mình nói chuyện nhau, hai ông rớt bà nó rồi. Thì gì nó còn cái để nói mà. Thiền là đi vào cảnh giới không chấp, không thọ. Cái gì cũng ok hết. Nó làm xấu trước mặt, nó hỏi mình trả lời. Nó làm tốt, nó hỏi mình trả lời. Ai mình có ra là bình thường. Không phải nó xấu mà mình nói nặng, nói nhẹ. Hay là nó tốt mà mới nói ngọt ngào, nói mình nịnh nó.
Người tu mình nịnh huynh đệ Phật tử là giết Phật tánh của người ta, mà cho huynh đệ nịnh mình là mình giết Phật tánh của chính mình. Cho nên người tu không được nịnh ai hết, phải khí khái xong. Đừng thấy nó chạy xe hơi vô, nói nhiều với nó, thấy chạy xe đạp nó ít với nó là lũ đạn. Mình tự mình chụp lũ đạn nhà mình rồi. Rõ chưa? Chúng ta là người làm được, nói được. Cái thằng nghèo mà nói mà bỏ bê người ta về, ta bỏ tu là tội lỗi của mình đó. Người ta sẽ bị cảm giác bị bỏ rơi. Mà nhất là người không có học, họ rất nhạy cảm trong việc đó. Mình chỉ cần một lời nói nhỏ nhẹ mà cảm giác mà bị hụt hẫng ra đó, họ sẽ về họ chửi rủa mình hoặc là họ nguyền rủa mình, mình cũng chết. Mình sẽ tổn phước đó. Đừng có thấy thằng kia đi xe hơi vô mặc đồ đẹp, cà vát này khác rồi nói chuyện nhiều nó đi, mình cũng lòi họng mình á, đừng có tưởng. Nhớ sư phụ nói gì nha. Dù là người như vậy đó không thích thôi. Cái người nghèo mà cho nó nhiều cơ hội hơn đó, thực sự là vậy. Nó không, nó dễ bị mặc cảm lắm. Rồi nó mặc cảm nó bậy, nó bậy nó bỏ tu là nó thúi Bồ Đề Tâm, mình cũng thúi cái đời của mình nữa. Cho nên một người tu mà làm cho người ta bỏ tu á là cái lỗi lớn nhất luôn đó. Chứ thầy đâu dám chửi đứa nào, chửi nó hiểu không nói gì, không nó không hiểu nó bỏ mình, nó còn chửi mình nữa. Mình cho nó phương tiện làm ác. Cẩn thận ha. Mình cho ta phương tiện làm ác mà mình không biết phải cẩn thận đó. Nhớ không? Di Đà Phật, cảm ơn cô đã hỏi, cảm ơn huynh đệ đã hỏi sư phụ. Cảm ơn đệ đã lắng nghe. Chư Phật mười phương luôn luôn gia hộ cho huynh đệ. Còn hỏi nữa hả? Ai hỏi nữa không con? À dạ hỏi đi con. Dạ, cảm ơn Di Đà Phật. Con hỏi là con có con phun nhiều thầy nhưng mà nó rất là chuyên tâm. Con phun một thầy thôi là cũng chết rồi, nhiều thầy. Giống như là một ngày nó chỉ còn chừng 20 phút thôi nhưng mà nó chuyên tâm không bao giờ nó bỏ. Bé nó chuyên, nhưng mà bé thì cũng chưa bao giờ trù, chỉ là ăn chay với hàng phía thôi. Nhưng mà ý là con muốn nhờ thầy biết sao mà mấy hôm nay khoảng chừng mấy tuần nay thầy bé nó hay nói với con đó là sao bé nó hay nằm mơ thấy ma đó thầy. Bao nhiêu tuổi rồi? Thật sự năng lượng em kém mà con, năng lượng kém, em bị huyết trắng đó. Thế nên người mà đàn bà con gái mà còn trẻ bị huyết trắng nhiều quá đó, dở bàn tay này lên nè, bên cạnh bàn tay góc ngón cái dưới đó mà nó xanh lè đó, là người này năng lượng rất là kém, bàn tay bằng chân ngủ rất là lạnh. Ai ngủ bàn tay bằng chân lạnh mà đêm nằm thấy ma, năng lượng quá kém, chúng ta là bị huyết trắng nha. Nằm ngủ thấy tu nó có hai phần. Khi năng lượng kém quá, tay chân ngủ lạnh quá, ngủ sẽ thấy phần âm. Còn năng lượng cao sẽ hy vọng thấy được chư thiên, chư Phật. Cho nên huynh đệ muốn lạnh hay muốn ấm là quyết định đi. Cháu có thể bị phần đó cho nên cháu thấy cái đó nha. Cô bỏ tên tụi cháu vô cái mỏ để nước cho đó, tụng kinh xong cho cháu uống cái nước đó. Với lại hồi hướng công đức, để tên tụi cái mỏ mà tụng nha. Để tên cái tụi vô cái chuông. Còn nếu tụng nồi để tên vô cái nồi, nói chung cái gì có cái đó. Thầy là dễ chịu lắm, tụng cái gì có cái dĩa để cái dĩa, nói chung thầy đi giải cho người ta mà nhà nó bị ếm, mà thầy tới đem đệ tử đem chuông mỏ không nào đem á, thầy xách cái chén kiểu thì gõ thì tụng luôn bình thường. Lấy cái ly nè, gõ bong 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 vô có tiếng động được rồi nghe. Cái ly thì cái gì thì nói chung là thầy gõ là thầy gõ à, không có thì không có gì nữa hả, thì gõ xuống bàn là xong chuyện, không được thì dậm chân. Nói chung là phương tiện hết nha, đừng có dính vào phương tiện quá. Nó là phương tiện thôi chứ không phải là cứu cánh. Giải thoát mới là cứu cánh. Hay như là Phật hỏi cô Bính hỏi đi mau. Nói chuyện quên đệ lại đây. À quên nữa, cái cô này con tên gì quên rồi thầy, quên tên là Vũ Quân Bảy đó. Diệu An. Quên đệ gặp thầy, quên đệ có đi cúng ở Quân Bảy. Nhớ cái cô mà than khóc là tụng kinh không được, đi ra phải nói dối không? Cô này là người rất là nói dối, rất là nhiều lần khi tụng kinh đi chùa đều nói dối gia đình là sẽ bị chướng duyên không đi được. Thì thầy chỉ cho cổ làm gì thầy quên rồi. Giờ cổ làm được, giờ cổ muốn đi là đi, muốn về thì muốn tụng là tụng, không ai nói được cổ. Nhớ là khi huynh đệ chấp nhận tụng kinh, ngồi xuống ăn chay tụng kinh, mà trong gia đình có ai làm chướng duyên đó, hoặc ai đó làm cho mình không tu được, cái lỗi như đó rất là lớn, mà trong âm thầm sẽ bị quả báo. Còn cái người mà cấm cản người khác tu là quả báo rất là lớn. Cho nên thầy là người rất là sợ cấm người ta tu, quả báo âm thầm lắm nha. Thầy không có nói là thì trù đâu, nó là thật sự là như vậy. Thầy thấy rất là nhiều rồi thầy mới nói với huynh đệ nghe đó. Rõ chưa? Cho nên cổ tự quyết định là cổ thoát được cái sự đau khổ và cũng muốn đi. Cổ nói cổ đi đâu, cổ hồi xưa cổ sợ lắm, giờ cổ hết sợ rồi. Thầy có đệ tử ở bên Vĩnh Long, đi cộng tu đi đâu đó, tụng tu làm như theo Phật sự thì chồng nó kiếm chuyện hoài. Thì cuối cùng bữa đó nó nói: tao là con Phật, tao muốn đi tao đi, đứa nào muốn cấm cấm đi. Nó đi mất.
Từ đó đi hết giấm cấm luôn. Nó đi luôn rồi sao ai nhà giặt đồ nấu cơm đâu cho con, để cho nó tu nó mới ở nhà chứ. Cho nên mình cho người bên cạnh có nhiều nhiều phương tiện làm ác quá mới cấm mình đủ điều đủ chuyện. Mình là vợ mà, rồi cũng là chị, cũng là mẹ, chăm sóc trong nhà, giặt giũ quần áo cho con cái, cũng lo cho nó ăn chứ. Mình là vợ thôi chứ đâu phải nô lệ. Thầy là người bên Mỹ về, thầy rất là không thích cái chuyện làm nô lệ. Mình là người vợ lo cho chồng, giống như mẹ lo cho con vậy đó. Rồi cái là người bạn lo cho chồng, người vợ lo cho con cái. Nói chung là chúng ta có đủ gia giới trong nhà, cho nên mình nói chuyện với chồng mình rất là thoải mái. Mình tu để giúp đỡ gia đình có phước đức với nhau, chứ không phải đi làm tầm bậy. Mình phải nói với thầy sao làm tin, phải để cho người ta tiếp tục lấn lướt mình là tạo tác nghiệp. Tức là mình cho người ta tạo nghiệp ác, nói bậy nói bạ. Rõ chưa? Mình không được làm tin, phải nói rõ ràng. Đi tụng kinh để tạo phước gia đình là cứ đi bình thường, không phải mình hổn, mà nói với tư cách là chia sẻ. Không được lớn tiếng chửi thì đi tụng kinh làm gì. Trước khi đi nó mẹ người ta tụng kinh rồi nó bậy, tao đập đầu mày đó. Vậy thôi đừng nói. Đệ tử thầy nó tụng kinh, nó gia đình cứ nói hoài, nó nói mẹ nó tao đang tu đừng làm, tao làm gì xấu tao chửi cả nhà đó. Thiệt đó, phải nói đùa đâu nha. Thầy lặp lại không mà, chứ thầy không có nói. Thầy nói có nhiều chuyện thiệt lắm. Chúng cảm niệm công đức cô biết là cho chúng ta có cơ hội chia sẻ thì tụng kinh chú để giúp đỡ huynh đệ phương diện thất tổ ông bà nội ngoại hai bên được siêu sanh tịnh độ như là Phật. Cảm niệm công đức của con này, cảm niệm công đức con đã cho huynh đệ có cơ hội chúng ta chúng đạo nhắc lại một điều nữa là huynh đệ tụi con á, tụi con đừng có ngại ngùng trong đề mà không có tiền để làm từ thiện. Thí dụ cô Bích và cô Yến hoặc ai đó làm cái gì đó, tụi con đi theo tháp tùng thôi, chỉ cần có mặt tụng thời kinh hết lòng là đủ. Mình không cần thiết phải chạy này chạy kia để kiếm tiền, không, xù không cần cái phần đó. Chứ con thiếu xù sẽ đập vô. Thậm chí có những đứa không có tiền đi Phật sự, dù vẫn cho tiền đi Phật sự, xù làm rất là vui vẻ để được làm. Mong rằng tụi con sẽ tự đi theo cái sự gia trì gia hộ, cộng thêm cái phước đó, tụi con sẽ có cái phước trong đó chứ không phải cho thầy. Cho nên thầy chịu tốn tiền để tụi con đi làm Phật sự. Đừng có ngại, nếu không có tiền đi cứ đi, sư phụ sẽ đập vô cái phần đó. Rõ chưa? Không phải sư phụ làm cho sư phụ đâu, cho tụi con có cơ hội tạo phước, có vậy thôi. Phải nhớ rằng là khi sư phụ giúp tụi con một tay để làm Phật sự, sư phụ không hề cầu nên từ nơi con, ngoài nhìn thấy được con ngồi xuống tụng kinh là đủ. Cái món quà lớn nhất tụi con cho thầy là thấy tụi con ngồi xuống ăn chay tụng kinh là đủ. Đó là cái phước lớn nhất mà thầy được nhìn thấy, món quà lớn nhất mà thầy có được. Sự mong mỏi lớn nhất của sư phụ là nhìn thấy con được ngồi xuống tu cho bản thân mình là hết. Rõ chưa? Chứ ngoài ra sư phụ không có cái gì trong đó hết. Rõ chưa? Hãy tự làm, tự tu, tự chứng, tự thành đi. Món quà lớn nhất cho chư Phật là tụi con biết ngồi lại nhìn lại Phật tánh của chính mình. Món quà lớn nhất mà mình cúng dường cho chư Phật. Lúc đó mình có đủ sức là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Lúc đó tụi con mới đủ đạo hạnh mới nói câu đó. Nguyện cho tất cả bá tánh sanh đều trọn thành Phật đạo. Tụi con chưa có gì hết mà dám hồi hướng nguyện năm công đức này. Thật sự bây giờ tụi con, sư phụ sẽ giúp tụi con một tay là mỗi lần đi một chút, mỗi lần đi một chút, dần dần cái phước nó rất là lớn. Lúc đó mình có đủ nguyện đem công đức này hưởng cho tất cả ba tánh chúng sanh, mới đủ đạo hạnh giúp cho mọi người đều trở thành Phật đạo giống mình. Lúc đó mình sẽ giác hạnh viên mãn là vậy đó. Đó, chủ mong là tụi con có mặt, cái hạnh phúc nhất là nhìn tụi con đi Phật sự để làm lợi đạt gì đó cho bản thân mình, cho gia tộc mình là quan trọng nhất. Mình có đủ rồi bá tánh chúng sanh sẽ nhận đủ, còn mình không có gì hết bá tánh mình chẳng có gì, mình chưa tự giác không nào giác tha được. Rõ không? Nhà mình chưa sạch mà quét nhà ai. Cảm ơn cô đã chia sẻ. Cảm niệm công đức của con, cảm niệm của huynh đệ đã có mặt ngày hôm nay, cảm niệm công đức của tất cả huynh đệ trì tụng kinh chú đi giúp đỡ huynh đệ của viên thất tổ bà nội ngoại em bên mình đồng được no đủ siêu sanh tịnh độ. Có lần huynh đệ mình ngồi cầu riết thành thói quen, ngồi xuống cầu nguyện ăn cơm. Cảm ơn cha mẹ Như Lai đã cho con được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Thành thói quen không ý thức, cầu nguyện ăn uống cho no đủ rồi cộng thêm được siêu sanh tịnh độ nữa. Ăn xong là siêu sanh tịnh độ đó nha. Phải cẩn thận đó. Gì đâu. Chúc huynh đệ năm mới một sự an lành, thân luôn khỏe, tâm luôn an, học đạo tinh tấn, nhìn biết mình là Phật, để được chia sẻ sự nhìn thấy của mình cho ba tánh chúng sanh. Tất cả mọi lợi lạc khi gặp huynh đệ nói những điều tốt lành, điều tốt lành làm, nói tất cả điều tốt lành thì quả báo tốt lành. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn công đức của con. Cái đông mình lên.
quyền đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con Tết an lành, ngày an lành, đêm an lành, 6 thơ ngày đêm an lành và cả cuộc đời con được an lành. Năm nay cũng an lành, năm tới cũng an lành, nói chung là ngày nào cũng được an lành. Là tự nhiên Phật tánh sẽ nhìn trên Đại Bi Đạo Phật. Cảm ơn. Con mãi lạc bên bờ mê, con tìm hư áo hư danh cho đời. Qua bao nhiêu năm tỏ lỗi lầm, tham si sinh bao điều sân hận. Hỏi người có biết